Hello, xin chào anh em nha. Rồi, hôm nay em đăng bán chiếc xe Royal Enfield Interceptor 650 nha anh em. 650cc nha. Đó, quay tổng thể anh em xem. Cục máy à. Quá khủng luôn. 650cc nha anh em. Xe em là biển số Sài Gòn nha. Đó, quay tổng thể anh em xem hai bên luôn. Máy móc nguyên zin, không có chạy gì hết nha anh em. Mua mới gì đó. Đăng ký lần đầu là năm 2020, tháng 10 2020 nha anh em. Hồ đồ chuẩn 5700 bằng 2000. Rồi xe lên đồ chơi cơ bản nha, em quay anh em xem. Có cái đèn led nè, led bi cầu, chắn gió của hãng, với lại bảo vệ phục nha anh em. Rồi tiếp theo nè, chống đổ chính hãng luôn. Còn cái này là kính gù với lại cặp bô, nổ cực kỳ uy lực luôn nha. Có cái ốp bình xăng nữa nè anh em, bảo vệ bình xăng. Nổ máy anh em nghe thử ha. Cái lỗ ổn định luôn. Máy móc nguyên zin nha anh em. Đó, nghe nỗ lực lắm. 650 này chạy bốc lắm nha. Nhông xanh dĩa nguyên zin, lớp này nha, lớp đá theo xe luôn nha. Rồi giá em bán là nhanh lẹ hôm nay luôn nha, 160 triệu, tặng hết đồ chơi trên xe, đồ zin còn, chóa đèn còn, bảo vệ các dầu còn, đó của hãng hết. Rồi cặp bô zin vẫn còn nha anh em, 160 triệu, ký ủy quyền hoặc là mua bán đều được. Anh em có coi xe thì liên hệ cho em, Quyền 0933 688 219. Rồi, cảm ơn anh em ở quận 11, anh em cần cứ liên hệ cho em. Rồi, bye bye.